Hello, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì đây xung quanh mình sẽ rất là nhiều người nha mọi người. Thì hiện tại mình đang đứng ở cái lễ hội ở Kibicho, là một cái vùng quê nhỏ nơi mà mình sinh sống. Thì ở Nhật Bản vào tháng 8 mọi người, là cái mùa lễ hội, là cái mùa pháo hoa. Thì ở đây là vào thời điểm tháng 8 thì nhờ sự hỗ trợ của mạnh thường quân và các doanh nghiệp địa phương thì sẽ tài trợ cho chương trình pháo hoa tại địa phương. Thì đây là một cái văn hóa, một cái nét truyền thống không thể thiếu của người Nhật. Đấy, thì lễ hội ở đây như thế nào thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem nha. Thì sau lưng mình là cái hội trường nơi cái diễn ra cái lễ hội này mọi người. Thì vào những cái ngày lễ hội như thế này á, thì họ sẽ tổ chức ca hát nhảy múa ở những cái hội trường rộng. Đấy, đánh trống đồ các kiểu, rồi dẫn con họ chơi những cái trò chơi dân gian. Thì ngoài ra thì xung quanh đây luôn có những cái gian hàng đồ ăn đồ uống đồ rất là nhiều. Ăn chơi mệt đói thì bắt đầu có thể là ăn uống tại chỗ luôn đấy. Ở bên đây họ giàu lắm mọi người. Nói chung là ở những cái vùng quê xa xôi nhất á, thì sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Ở đâu cũng tổ chức bắn pháo hoa, tùy vào cái nhà tài trợ như thế nào thôi, số tiền mà bơm vào để bắn thôi. Ví dụ như là ở những thành phố lớn thì họ sẽ bắn nhiều hơn, ví dụ như là 1 tiếng 2 tiếng, nó tính theo phát mọi người, 10 vạn hay là 15 vạn hay là bao nhiêu á, 5 ngàn, ít nhất cũng phải là 5 ngàn. Thì ở chỗ mình là vùng quê nhỏ nên là bán có 5 ngàn thôi nha. Tại mình đang đứng ở cái thì hiện tại mình đang đứng ở cái chỗ bắn pháo hoa nè mọi người. Đó, tối nay sẽ bắn ở đây, ở sau lưng đây là cái chỗ bắn ở đây. Thì ở dưới đó là nó sẽ có xe cứu hỏa đồ này kia, nó để hết lỡ có cháy nổ gì thì nó sẽ cứu chữa kịp thời. Còn đây hàng ngàn người đang ngồi đợi, có 15 phút bắn thôi mà đợi như thế này đây, rất là vui luôn. Thì cả gia đình họ sẽ mang bạc đến đây, rồi mang đồ nướng thịt đồ này kia tới đây và ăn thịt nướng, rồi chơi, rồi nói chuyện, rồi trải nghiệm mùa hè. Đấy, đây là có nét mà truyền thống rất là hay và rất là thú vị nha mọi người. Đây là khu vực tác nghiệp của các bác chụp hình, các bác với ảnh gia nha mọi người, quay phim được các kiểu nha. Còn khu vực tác nghiệp của mình đó là khắp mọi nơi ở cái chỗ này này. Đấy, những cái máy ảnh xịn sò vài trăm triệu đang đứng ở đây, mọi người có thể hốt đem về và bán. What the hell? Với lễ hội Nhật thì mọi người sẽ không bao giờ sẽ đói nha mọi người. Tại vì lúc nào nó cũng có gian hàng đồ ăn hết nha mọi người. Có cả khoai tây chiên, rồi gà nướng, rồi bò nướng, rồi udon ramen, rồi kem, rồi nước ngọt, bia, bọt, rồi các kiểu nha mọi người đấy. Đủ thứ hết. Trái cây, dưa hấu rồi đây. Thì một món thì nó dao động từ 500 yên đến 1 sen trở lại thôi. Nó không phải là chặt chém, như chặt chém lắm, chung giá cũng vui thôi. Ta tổ chức để cho mọi người đi tham gia được vui mà, chứ đâu phải là vì lợi nhuận đâu. Đấy, mực nướng rồi các kiểu này. Đấy, ở đây nó cũng có những cái gian hàng đồ chơi, ví dụ như bắn súng rồi ném vòng giống như hội chợ Việt Nam là mọi người. Đấy, một cái như vậy nữa thì nó tầm 600 yên, 600 yên là khoảng 100 ngàn Việt Nam. Đấy, thăm trúng thưởng rồi nữa, chung là nhiều lắm mọi người. Thank you.
Thank you.